Dù có nhiều diện tích hoa lai ơn nở muộn do thời tiết mưa lạnh kéo dài, nhưng vùng trồng hoa lai ơn Hiệp An, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng hiện vẫn tấp nập người thu hái đóng gói đi các địa phương phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán 2023. Xã Hiệp An, huyện Đức Trọng từ lâu là nơi chuyên canh hoa lai ơn lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng. Vụ hoa Tết năm nay, địa phương này trồng khoảng 160 hectare hoa thương phẩm. Bắt đầu từ ngày 20 tháng Chạp, những chuyến xe tải lớn lần lượt từ các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung tất bật vận chuyển những bó hoa to để kịp phân phối ra thị trường, phục vụ ngày Tết ông Công, ông Táo. Khảo sát tại một số nhà vườn, mấy ngày nay, giá hoa đang duy trì mức ổn định, dao động từ 32.000 đồng đến 50.000 đồng một bó 10 cành. Bó thu hoạch từ nhà vườn bán cho thương lái là 100 cành, với giá dao động từ 350.000 đồng đến 500.000 đồng tùy từng loại và màu sắc. Diện tích hoa lai ơn vụ đông xuân vụ Tết thì khoảng 160 hectare, thì hoa lai ơn giống thì khoảng 100 hectare, và hoa cúc thì 10 hectare, và các loại hoa khác thì khoảng 8 hectare. Nhìn chung giá năm nay rất ổn định, dao động từ khoảng 30 đến 50 ngàn trên một bình 10 cành. Hôm nay là cái diện tích tương đối ổn định và cái giá thì rất ổn định, cho nên là thương lái từ các tỉnh Hà Nội và các tỉnh phía Bắc đã vào mua rất nhiều. Theo các nhà vườn, năm nay do thời tiết có nhiều thay đổi và sâu bệnh nên hầu như các vườn đều bị giảm sản lượng khoảng 20%, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp hoa cho thị trường. Dự báo sau ngày 23 tháng Chạp, giá hoa lai ơn sẽ tăng thêm khi các thương lái thu mua hoa vận chuyển tới thị trường miền Trung và miền Nam.